Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết cái bộ hồ sơ mà vay tiền cái gói mà 60 man ấy. Đây có lẽ là cái video cuối cùng mà mình hướng dẫn các bạn viết cái bộ hồ sơ này, bởi vì hiện bây giờ đã là ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021, tức là trong cái chương trình mà vay tiền trợ cấp do cái mùa dịch Covid ấy, thì người ta kế hoạch của chính phủ Nhật ấy là tới cuối tháng 3 này là hết hạn. Cho nên là mình đã có cái hướng dẫn, một vài cái hướng dẫn ở trên YouTube rồi, nhưng mà hôm nay thì có một bạn bạn ấy ở Sigaken thì phải. Cái bộ hồ sơ này bạn ấy gửi cho mình nằm ở Sigaken, cho nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại nhé. Bắt đầu từ tờ đầu tiên là tờ số 1 này. Thì bạn sẽ viết như này. Đây là cái bộ hồ sơ này của bạn ấy, là bạn ấy xin vay thêm lần nữa, tức là trước đó bạn đã vay được 20 man rồi thì phải. Thì ở đây cái số tiền đầu tiên, cái chỗ này là số tiền bạn muốn vay, lần này bạn muốn vay 60 man hay 40 man, 45 man thì bạn sẽ ghi vào đây. Nếu như mà hộ gia đình thì thường thường vay 60 man được, còn đâu cá nhân thì vay 45 man. Thế sau đó chỗ này là ví dụ như cụ thể ra là ví dụ như 15 man, nếu bạn ở đây bạn ghi là 45 man thì ở đây bạn ghi là 15 man nhân 3, tức là nó sẽ là 45 man ấy, 3 tháng ấy, chỗ này là số tháng này, chỗ này là số tiền dự định dùng trong một tháng ấy. Ở ở chỗ này này nó là xả nhiêu trừ kỳ ấy, cái chỗ này là gacư ấy, cho nên là cái tiền mà nó tính là tiền một tháng. Thì ở đây là ví dụ như ở đây bạn là hộ gia đình, bạn vay 60 man thì chỗ này bạn sẽ ghi là 20 nhân với 3 là bằng 60, được chưa? Còn nếu cá nhân thì là 45. 45 thì chỗ này sẽ là 15 nhân với 3, 45. Cái thời gian vay là ví dụ như bây giờ là tháng 3 thì các bạn có thể ghi là từ tháng 3, từ năm lê qua năm thứ 3 tháng 3 cho đến lê qua năm thứ 3 tháng 6 thì nó là 3 tháng chẳng hạn. Thì tức là người ta sẽ giải giải tiền đều trong vòng 3 tháng ra cho bạn. Mỗi tháng người ta sẽ gửi vào tài khoản bạn 20 man đấy, chứ không phải gửi liền một cục đâu. Thì ở đây là cái ngày lê qua năm thứ 3 tháng 3 ngày bao nhiêu bạn khi bạn nộp cái bộ hồ sơ này ấy, bạn ghi vào. Ở chỗ này là cái địa chỉ của bạn. Chỗ này là cái tên của bạn. Cái tên của bạn nhé. Sau chỗ này là cái sinh nhật của bạn. Bạn sinh năm nào? Nếu như mà bạn sinh năm ví dụ như 1986 thì bạn sẽ kích vào cái chữ Lê Kishin ở dưới này, 1986. Còn nếu như bạn mà biết năm của niên đại Nhật ấy, ví dụ như năm Showa, ví dụ như mình sinh năm 1983 thì mình sẽ kích vào đây là Showa năm 58. Sau đó tháng, ngày. Đấy, tùy vào bạn nhé. Tiếp theo xuống dưới này thì bạn sẽ nói về các cái thông tin như này. Bạn sẽ chỉ định chuyển tiền vào trong cái tài khoản. Thì bên dưới tí nữa mình sẽ ghi hướng dẫn ghi số tài khoản sau nhé. Ở chỗ này cái mục số 2 là cái thời gian hoàn trả. Nếu như bạn kích vào đây là 12 tháng thì ở đây người ta nói là tối đa là trong vòng 12 tháng. Tức là sau 12 tháng mình sẽ hoàn trả ấy. Phải hoàn trả thì bạn sẽ ghi 12 vào đây. Cái thời hạn này là thời hạn mà kéo dài, trì hoãn là tối đa 120 tháng, tức là 10 năm đấy. Thì bạn có thể bạn ấy ghi tối đa cái thời gian hoàn trả là bao nhiêu tháng thì bạn có thể ghi vào đây, tùy bạn. Tối đa là 120 tháng, tức là trong vòng 10 năm. Cái cách thức mà hoàn trả, nếu như các bạn kích chọn vào đây tức là bạn sẽ hoàn trả theo từng tháng, còn kích chọn vào đây là bạn sẽ hoàn trả một cục một phát. Nếu như mà chỗ này, nếu như mà cái trong cái quá quá cái thời hạn mà hoàn trả thì bạn sẽ phải tính là 300%, 3%, 3% một năm ấy, lãi suất ấy. Đấy. Thì ở cái dưới này á thì một số các cái lưu ý. Ví dụ như mà sau khi mà tới cái thời gian hoàn trả ấy, thì tính từ cái ngày mà chuyển tiền thì đến tháng tiếp theo
là bắt đầu phải 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 tiến hành cái hoàn trả. Ví dụ như bạn vay vào tháng 3 này, người ta gửi tiền cho bạn thì bắt đầu từ tháng 4 sang năm là bạn phải bắt đầu trả trả lại tiền đấy. Đấy. Hết cái thời gian hoàn trả thì nó sẽ chuyển sang cái thời gian là trì hoãn, bắt đầu tính từ tháng sau ấy. Đó, thì các bạn phải trả tiền vào cái tài khoản của cái Fukushi Kyogikai, cái tài khoản họ chỉ định ở bên dưới này ấy. Thì ở bên dưới này thì bạn không cần phải viết cái gì. Ukechukebango bên dưới này là phần của bên phúc lợi xã hội nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái tờ thứ hai. Tờ thứ hai đây. Cho to lên tí. Tờ thứ hai là người ta sẽ kiểm tra cái tình trạng của mình, cái Jotai Kakunin Shito. Thì đầu tiên là bạn nộp đơn ngày nào thì bạn ghi vào đây. Năm Heisei so lê qua năm thứ ba tháng ngày tên, ví dụ Phạm Văn Sơn đây, ví dụ đúng rồi, Lê Kishi 1994 như này đúng rồi, bao nhiêu tuổi ghi vào đây đấy. Sau đó số hòm thư của bạn, địa chỉ của bạn, số điện thoại, nếu mà Jitaku ở đây bạn không có số điện thoại nhà thì bạn gạch chéo phát chỗ này được, số điện thoại kề tai liên quan như này là được rồi, email bạn ghi vào. Ok. Thế ở bên dưới này là hiện tại cái tình trạng hiện tại bạn đang vay gói gói nào. Ví dụ như bạn đang vay cái gói mà Koguchi này, tức là bạn đã vay 20 man thì bạn kích vào đây, xong bạn kích vào chữ Ali này. Nếu như mà bạn vay tiếp, đã vay tiếp một cái gói 60 man rồi nữa thì bạn kích tiếp vào đây. Bạn kích vào cái Ali này và bạn ví dụ như bạn đã vay được 20 man và 60 man rồi thì cái chỗ này ấy, cái đúng rồi, cái Koguchi này bạn viết là 20 man đúng rồi, và cái này là bạn vay được 45 man rồi. Ok, như vậy là bạn đã vay được hai gói là 60, tổng cộng là 65 man rồi đúng không ạ. Thế tiếp theo bạn xuống dưới này, ở lần trước xin C ấy thì bạn có thay đổi cái gì không? Ví dụ như, tức là so với cái lần trước, những cái thông tin lần trước bạn vay tiền thì ở bên dưới này là bạn có thay đổi gì không? Ví dụ như bạn có cái đô đô kiô xã ấy, đô kiô tức là những cái người mà ở chung với bạn ấy, có ai vào thêm không? Ví dụ vợ chồng con cái hay là có ai chuyển đi nơi khác không? Nếu như mà không có thì bạn kích vào Henkanashi, kích vào đây nhá. Thế cái bây giờ là cái thông tin về cái nơi ở, cái thông tin về cái địa chỉ của bạn có thay đổi gì không? Nếu như mà không thay đổi gì các bạn kích tiếp vào Henkanashi. Đấy, Kodomo con cái, nếu mà không có gì thay đổi thì bạn kích vào Nashi. Ví dụ như ở đây bạn sinh thêm một đứa con nữa thì bạn kích vào Henka Ali. Còn nếu mà không có thì kích vào Henkanashi. Ok chưa? Thế khi mà bạn mà kích vào có sự thay đổi gì ở trên này ấy thì bạn phải ghi xuống cái nội dung ở đây. Ví dụ như ở đây bạn kích vào cái Henka Ali này, ví dụ như bạn có vợ bạn từ Việt Nam sang thì bạn sẽ kích vào đây, có thêm một người nữa vào nhà bạn. Ví dụ như ở đây bạn sinh thêm một đứa con, lúc nãy mình nói thì bạn sẽ ghi sinh thêm một đứa con ở đây. Thế bây giờ hiện tại tình trạng sức khỏe, Genzai no Kenko Zotai, thì cái này tình trạng sức khỏe tốt thì như này, còn không tốt đi bệnh viện thì kích vào đây, và nếu mà không tốt nhưng mà không đi bệnh viện thì kích vào đây. Sau đó nếu mà trường hợp mà đi bệnh viện hoặc là không tốt, tình trạng sức khỏe không tốt không đi bệnh viện thì các bạn cụ thể ghi vào đây. Tiếp theo xuống dưới này thì mình sẽ khai báo tình trạng thu nhập. Thu nhập thì ví dụ cái tháng nào đấy mình nhận được bao nhiêu tiền đấy thì mình ghi vào đây. Ví dụ như tháng 12, tức là cái thu nhập ấy, cái thu nhập hàng tháng của bạn được khoảng bao nhiêu thì bạn ghi vào đây. Người ta yaku vào đây nhé.
dụ như bây giờ bạn thu nhập bạn khoảng độ được 7 man chẳng hạn, yaku nana man, lý do mà giảm thì các bạn ghi là do coronavirus nó egio de chigoto helimasta chẳng hạn, hay là chigoto nakunalimasta chẳng hạn, hay là sukunakunalimasta chẳng hạn, các bạn ghi lý do vào đấy. Sau đó hiện tại cái thu nhập của bạn là bao nhiêu? Đấy, cái tháng Shinsei Chuki này, tức là ví dụ như tháng 3 thì khoảng độ bao nhiêu? Đấy. Chuki gaku sotoku thì khoảng bao nhiêu, ghi ở đây. Ví dụ như tháng này bạn thu nhập khoảng 5 man hay là 7 man thì ghi vào đây. Thế chỗ này là Taino. Taino thì bạn kích vào cái nasi này. Dưới này thì cái dưới này tiếp theo, tức là cái sinh hoạt của cái tiền sinh hoạt của cái đơn vị phúc lợi ấy. Ngoài cái tiền vay nợ này thì bạn có cái ở cái nơi nào nữa không ấy, tức là có nghĩa vụ, tức là cái Saimu Ali này, tức là ngoài cái khoản vay nợ ở ngoài cái cơ quan phúc lợi xã hội thì bạn có cái Saimu nào, tức là có khoản vay nợ nào khác nữa không, thì bạn kích vào Nasi này. Tiếp theo ở bên dưới này thì tình trạng công việc ấy, siro của bạn thì ở đây bạn so với cái lần trước mà khi bạn đi xin cái thủ tục vay tiền lần trước ấy thì nó có gì thay đổi không? Nếu như mà không có gì thay đổi thì kích vào Nasi. Còn nếu như mà có sự thay đổi thì các bạn sẽ chuyển xuống bên dưới. Tí nữa mình sẽ nói sau. Sang bên này thì hiện tại bây giờ bạn làm cái công việc gì, là cai xà in hay là công sở hay là tự kinh doanh hay là cai xà yaku in đấy, tức là hay là làm cái công việc gì ở đây. Thì thường thường các bạn thường là làm cai xà in chẳng hạn thì các bạn kích vào đây, hoặc là các bạn không có công việc thì các bạn kích vào musoku. Tiếp theo xuống dưới thì cái tình trạng hiện tại của bạn bây giờ là bạn bạn đang tự kinh doanh, chắc nhiều bạn sẽ không phải nằm trong mức này, hoặc là bạn đang nghỉ việc, bạn 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 đang đi làm nhưng mà hiện giờ là đang công việc đang không có, đang nghỉ việc ấy. Rồi bạn đang siêu đồ stê nhưng mà cái đã đang muốn tìm một cái công việc khác, tức là đang làm nhưng mà vẫn đang muốn đi tìm một công việc khác. Rồi tiếp theo dưới này, tiếp theo là bạn dự định là sẽ đi kiếm một công việc. Tiếp theo nữa là Shigoto Sagashitai, ở dưới này là bạn cũng tìm công việc. Hiện bây giờ là bạn không có việc này, Musoku này. Ở bên dưới này là Shigoto Shiteinai, nhưng mà dưới này là bạn không có công việc nhưng bạn cũng không có tìm kiếm công việc này. Thì ở cái chỗ này là Koyo no Ketai, tức là cái sang bên này, tức là bạn mong muốn đi tìm cái công việc của bạn ấy, ứng tuyển thì là Seisain, hoặc là công việc không chính thức là Pato hay Arubaito. Đây là tình trạng
Tiếp theo là cái tiếp theo này là sau khi mà bạn vay được tiền rồi ấy, thì cái thu nhập của bạn thì nó sẽ như thế nào? Thì cái thu nhập của bạn nó có sự thay đổi YOT thì nếu mà nó có thì bạn ghi cụ thể vào đây. Còn nếu như mà cái siêu new mà nó YOT nasi, tức là nó không có cái thu nhập ấy, thì bạn kích vào đây. Tiếp theo xuống dưới này là bạn số đan. Bạn có muốn Sodan về cái vấn đề gì không? Ví dụ như bạn Sodan về cái bệnh tật và sức khỏe của bạn, hoặc là tàn tàn phế cái số gai này chẳng hạn, hoặc là bạn muốn Sodan về cái vấn đề tiền nhà rồi tiền vay nợ, trả tiền nhà tiền vay nợ. Tiếp theo dưới này là bạn muốn Sodan về cái công việc, tìm kiếm việc. Tiếp theo là muốn Sodan về các mối quan hệ gia đình, hay là các bạn muốn hoặc là bạn bạn Sodan về cái Hikikomori này, Futoko này thì mình không hiểu lắm đấy. Sodan về vấn đề nhà ở, về các thuế, các dịch vụ công cộng, rồi công việc, sự bất an, rồi nuôi dạy con cái. Cái này là ngược đãi này. Cái này là thu nhập và phí sinh hoạt này, rồi nợ nần, sai sai mư là nợ nần này, rồi các cái vấn đề liên quan đến nơi ở của bạn này, rồi về caigo chăm sóc, rồi tà bê lử, monogamy đấy. Bạn muốn Sodan về vấn đề gì thì bạn kích vào, rồi bạn cụ thể cái nội dung nữa thì bạn ghi xuống đây. Sau đó dưới này bạn lê qua năm tháng ngày, sau đó bạn ghi tên bạn ở đây. Như vậy là hết tờ số 2 nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục sang cái tờ nữa, là cái tờ số 3. Tờ số 3 này xem người ta nói cái gì nữa. Sang cái tờ này thì người ta nói là gì đây? Jiri chusoran si en ki kan ki niu lan oshikomi sa wa ki niu sai. Tức là người ta nói là cái dưới này sao sao như này, là người ta nói là cái người đăng ký đừng có ghi cái gì vào đây. Thì hình như nếu như mình không nhầm thì cái tờ này, cái phần này thì bạn không cần phải ghi cái gì cả. Tiếp theo sang cái tờ thứ 4. Tờ thứ 4 này là cái tờ mà mình sẽ ghi cái moshikomiso, cái đơn xin vay tiền. Ở đây tên của bạn này, xong ở trên này là katakana tên bạn này, cái địa chỉ số hòm thư này, sau đó tên địa chỉ của nơi bạn sinh sống đến tận số nhà. Sau đó các bạn ghi katakana cái địa chỉ của các bạn đây. Các bạn chỉ cần ghi bắt đầu từ thành phố nào là được không? Số điện thoại này, thì bạn có số điện thoại cô tê không có thì bỏ qua, số điện thoại di động có thì ghi vào đây. Cái này là Sodan Tokyo. Sodan, bạn muốn Sodan ngày tháng năm nào thì các bạn ghi ngày tháng năm, ghi vào Sodan vào đây. Sodan với cái cơ quan nào? Sodan OCTI này, Gaito Suru Sentaku, chỗ này họ nói là Gai to suru sentakushi wo marude kakomi ichuke kinyu shite kudasai. Thực quay trở lại cái trước xem nào.
là cứ ở đây. Thì ở chỗ này thì người ta nói là cái người đăng ký không có ghi vào. Chỗ này là liên quan đến cái phần Sodan thì Sakai Fukushi Kyogikai Enolen là cư. Bạn liên lạc với cái cơ quan Fukushi này hoặc là bạn Fukushi Jimuso, bạn liên lạc với cái Jimuso của cái Fukushi. Shin kết tê kê cư. Chỗ này theo mình thì hầu hết các bạn Việt Nam chắc là không có cái vấn đề gì cần phải Sudan. Nếu như mà các bạn cần Sudan ấy thì các bạn ghi năm tháng ngày vào đây là ok ha. Còn dưới này thì chỉ là những cái quy định mà ở cái Shigaken này, cái cơ quan phúc lợi Shigaken này người ta viết ra để mình phải tuân thủ khi mà mình vay các cái khoản nợ này ấy. Thì cho nên là các bạn sau khi các bạn xem xong những cái này thì các bạn chỉ cần ghi thêm 5 tháng ngày vào đây, ghi tên mình vào đây. Như vậy là các bạn đã hoàn thành cái bộ hồ sơ này đấy. Là các bạn đưa vào cái bì thư của người ta và gửi đi. Dán tem gửi đi thì bây giờ hình như là tem là 84 yên rồi. Ngày trước là 82 yên, nhưng bây giờ 84 yên thì vậy. Các bạn nhớ ghi cái địa chỉ của các bạn ở ngoài hòm thư, nếu như mà thiếu tiền tem thì người ta sẽ gửi trả lại. Vậy nhé. Chúc tất cả các bạn là làm được những cái bộ hồ sơ như này và vay được tiền. Các bạn hãy làm ngay nhé. Bây giờ là đã là tháng 3 năm 2021 là tức là đã sắp hết cái này rồi đấy. Sắp hết cái chương trình vay tiền này. Cảm ơn tất cả các bạn nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Nhớ đăng ký kênh YouTube Luận Japan để xem được những cái video. Nếu mà có cái vấn đề gì nữa các bạn comment ở bên dưới cho mình nhé. Hoặc gửi mình vào cái fanpage Luận Japan. Cảm ơn tất cả bạn. Bye bye.